Xin chào cả nhà, welcome mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái video về back to school makeup. Thì có thể là cái back to school này của mình nó hơi muộn một tí, nhưng mà mình nghĩ là ngày nào mà chúng ta sẽ chẳng phải đi học đúng không? Mặc dù là bây giờ chúng ta phải học online tại nhà, nhưng mà mình nghĩ là học online thì chúng ta cũng nên chăm chút một chút cho cái nhan sắc của mình để học cho nó vào hơn đúng không? Nhiều khi là sáng dậy xong rồi mặt mũi giống kiểu zombie ấy thì cũng không có hứng. Thế nên chúng ta hãy cùng thay đổi nhan sắc một chút để cho mặt mũi tươi tắn hơn nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ make up với lại hầu hết những cái món make up nội địa chung. Thì mình đã tìm ra được một cái bộ make up mà khá là hay ho, mình nghĩ là mọi người cũng nên biết, đấy chính là cái bộ sản phẩm của Catkin. Đấy thì mình chỉ có mua một vài món như thế này thôi, nhưng mà nó cũng sẽ đủ để các bạn make up khi mà đi học. Trời ơi, đây năm nay là cái năm đầu tiên đúng không? Năm đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta phải khai giảng online. Thực sự là mình thấy nó cũng khá lạ nhưng mà cũng khá là buồn cho các bạn học sinh đang đi học ấy. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà mình thực sự rất là sợ học online, bởi vì học online mình không tập trung, xong rồi mình học nó không vào ấy. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sạch da nhé. Mình dùng cái xịt khoáng của Vichy. Thật ra các bạn chỉ cần rửa mặt sạch thôi là được. Nếu mà da bẩn mà make up vào thì khiếp lắm các bạn. Theo có thể là bây giờ chúng ta không có đi học ra ngoài nắng, tuy nhiên thì chúng ta lại ngồi trước màn hình để học như này đúng không? Thì các bạn vẫn phải bôi kem chống nắng nhá. Bôi kem chống nắng là một bước không thể thiếu luôn ấy. Các bạn có nhớ cái Okame không? Cái Okame này là cái kem chống nắng mà mình kiểu dạo gần đây mình thấy yêu thích nhất ấy. Bởi vì nó là quang phổ rộng, chống được UVA, UVB, xong rồi giá thì cũng không quá đắt. Đối với da bạn nào mà ít khuyết điểm ấy thì mọi người chỉ cần bôi kem chống nắng thôi là được rồi. Nhưng mà bạn nào kiểu mắt nhiều quầng thâm ấy thì nên dùng thêm một chút kem nền để cho nó kiểu da mặt của mình nó đều màu hơn ý. Ok, thì cái kem chống nắng này nó đã thay một cái lớp kem lót cho mình rồi, nên là mình sẽ không cần phải thoa thêm kem lót nữa. Ok, tiếp theo thì cái phần này là optional, mọi người có cũng được mà không có cũng được. Thì mình dùng cái bảng triệt sắc này để mình triệt đi cái phần quầng thâm ở dưới mắt này. Bởi vì dạo này mình toàn thức đêm đến 5 giờ sáng. Nếu mà bây giờ các bạn đi học thì các bạn sẽ không được cầy phim nữa nhỉ. Cũng hơi buồn. Nhìn mắt có vẻ thâm hơn nhưng mà tí nữa chúng ta apply kem nền hoặc là kem che khuyết điểm lên thì nó sẽ ok nhé. Tiếp theo thì mình sẽ dùng che khuyết điểm. Cái che khuyết điểm mình dùng là của Tony Moly. Chút thôi nhá. Tiếp theo là kem nền. Chúng ta sẽ sử dụng kem nền nhá. Các bạn thấy cái kem nền này, cái packaging của nó khá là đẹp đấy mọi người. Mình sẽ bôi một lớp mỏng thôi. Thì mình cho cả vào để mình tán cho nó nhanh. Trong hai dụng cụ này thì các bạn sẽ dùng dụng cụ nào để tán nền? Nếu mà da của các bạn có quá nhiều khuyết điểm và các bạn cần một lớp nền dày thì mọi người có thể dùng cọ. Tuy nhiên thì cái cọ này sẽ làm cho làn da của bạn trông nó nhìn nó biết đánh phấn. Thì cái em này sẽ phù hợp cho những cái bạn nào mà đi học đánh nền hơn. Bởi vì kể cả các bạn có cho nhiều nền thì nó vẫn cho các bạn một cái lớp finish trông nó rất là thật. Đấy, nên là mình vẫn thích dùng cái bông mút này hơn là dùng cọ. Thì mình sẽ dậm kem nền này, mọi người nhìn này. Đó, mình sẽ dậm kem nền vào. Cái texture của cái chai này thì nó cũng rất là dễ tán nha mọi người. Nó không bị khô đâu. Nó cho mình một cái lớp nền trông nó rất là thật. Giống y như cái da thật của mình ấy, chứ không phải là mình make up ấy. Khi các bạn đi học thì hãy ưu tiên một cái lớp nền mà nó mỏng nhẹ. Chứ đừng đánh giày cộp nhìn các cô ấy bắt đi rửa mặt đó mọi người. Còn lên đại học thì các bạn make up như thế nào thì cũng không ai có ý kiến gì đâu. Bởi vì đấy là quyền tự do cá nhân của mình mà. Cái chất của em này thì nó không bị khô quá. Thế nhưng mà khi mà mình tán nó lên trên mặt này thì nó lại cho mình một cái lớp nền nó rất là mịn và lì. Cho nên là mọi người thấy cô nhìn vào các bạn thì sẽ không thấy là các bạn đang make up trang điểm mà trông nó giống rất là giống da thật với mọi người. Tuy nhiên thì đi song hành cùng với đấy là cái độ che khuyết điểm của em này thì nó cũng sẽ không cao. Để cái lớp nền của mọi người nó bền màu và nó không bị chảy phấn ra thì mình sẽ phải set một cái lớp phấn phủ ngay sau khi mà mình đánh nền xong nhá. Và sau khi mà đánh tất cả mọi thứ xong rồi mình lại khóa nền một lần nữa để cho cái lớp nền của mình nó tiệp hẳn vào cái làn da của mình và nó không kiểu, ví dụ tiết thể dục chạy thì nó cũng không bị tỏ ra. Đây mọi người nhìn này, cái phấn phủ này nó có một cái lớp màng như vậy nè. Nên là nó sẽ không bị trôi hết phấn ra đâu. Mọi gõ gõ vào đây một chút. Nhưng cái vùng mà hay đổ dầu ấy thì mọi người một chữ tệ này. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng
chỉ kẻ mày. Và khi mà mình make up để mình đi học ấy thì mình không nên kẻ một cái lông mày mà nó quá sắc nét, mình chỉ đi nét theo cái lông mày sẵn có của mình thôi nhá. Bắt đầu từ đuôi lông mày. Tiếp theo chính là phấn mắt. Và đây là một cái thứ tôi muốn cho các bạn xem. Mà được cái là cái hãng này ấy, nó không có test trên động vật, nên là những bạn nào mà yêu động vật các bạn có thể yêu luôn hãng này nhé. Và cái bảng mắt này nhìn rất là đẹp. Bên trong thì có những cái ô màu như thế này, nhưng mà mình cũng chả biết đọc tiếng Trung nên thôi cái này vứt đi nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái màu trắng trắng này thêm màu vàng sáng để mình tô hết cái bầu mắt này nhé. Tiếp theo là mình sẽ lấy màu hơi một chút nâu này, hơi một chút, để mình tạo cái bọc mắt, à không phải, tạo cái này gọi là cái gì nhỉ, cái bầu mắt của mình cho nó sâu hơn ý. Màu tầm như thế này thôi nha mọi người, không nên đậm hơn. Đậm hơn là kiểu gì cũng bị thầy cô để ý đến. Không biết là các bạn bây giờ các bạn đi học, các bạn có bao giờ bị gặp kiểu thầy cô chủ ẻo không? Nhưng mà ngày xưa thời mình là có thầy cô kiểu chủ ẻo ấy. Thứ nhất là đứa nào xấu quá cũng bị để ý, mà đứa nào mà xinh quá thì cũng bị nói. Nhưng mà chắc bây giờ thì thầy cô trẻ thì các cô sẽ ok hơn. Đấy, chỉ một chút như thế này thôi nha các bạn. Bây giờ cái để tạo cái điểm nhấn cho cái đôi mắt lờ đờ này của mình, đôi mắt cận 6,5 độ, nhưng mà bây giờ kiểu ở nhà dùng quá nhiều smartphone, giờ bây giờ chắc nó cũng phải lên tầm 7,8 phẩy rồi, 7,5 mất. Nên là mình sẽ để cho cái đôi mắt của mình nó to và có hồn hơn thì mình sẽ tạo cái bọng mắt ở dưới này nha mọi người. Và mình sẽ lấy một chút phấn màu nâu này để tạo cái bọng mắt bên dưới nhá. Cái này là phải cầu trời khấn Phật cho mình tạo được cái bọng mắt nó ok. Tiếp theo là cái phần bên trong này, chúng ta phải tô một cái màu này. Thật ra là nếu mà các bạn tô màu nhũ thì trong mắt của các bạn nó sẽ bling bling hơn rất nhiều. Nhưng mà đây là chúng ta đang đi học, thử tô bling bling xem. Chết ngay. Thế là chúng ta sẽ tô cái phần màu trắng, cái màu này này vào cái bên trong này nhá. Tiếp theo thì chính là cái mí mắt trên. Mình thì mình sẽ không kẻ eyeliner cho cái makeup look này đâu. Thế là mình sẽ dùng cái kẻ mí mắt màu nâu. Cái này mình dùng của The Sim. Và mình sẽ lật cái mí mắt này lên và mình sẽ tô ở phần bên trong. Tiếp theo là mascara. Tôi sẽ giới thiệu cho các bà một cái mascara phải nói là cong và tự nhiên khủng khiếp. Đấy là Bravit by Nong Chat. Bravit by Nong Chat. Cái này là của Thailand. Chả hiểu sao nhưng mà ngày xưa cái thời mà mình đi học, mình hồi cấp 2 ấy, kiểu mình học dốt mà nên là mình cũng chả muốn tiếp xúc với ai. Thì cái đợt hồi cấp 2 là mình coi như là rất là ít bạn ấy, không có bạn luôn. Xong rồi mình chơi với một bạn thì mình chơi rất thân với các bạn đấy. Xong rồi về sau thì bạn đấy tìm được một cái nhóm mới, một cái nhóm chơi mới ấy. Thế là bạn ấy kiểu không thèm chơi với mình nữa luôn, kiểu lật mặt luôn ấy. Lật mặt is real. Cho nên là các bạn ạ, nhiều khi ấy, mình thà chơi một mình còn hơn là chơi với bạn không tốt. Bạn nào ấy mà bỏ mặt các bạn ấy thì thôi, cho người ta đi. Rất may là lên cấp 3 thì mình gặp được những bạn tốt ấy, thì họ chơi với nhau rất là thân đến tận bây giờ. Ngày xưa mình nghĩ đến cái đợt mà bạn ấy bỏ mình xong rồi đi chơi với nhóm khác là mình ức chế lắm mọi người. Bởi vì là bản thân mình không phải là một người bỏ bạn, dù khó khăn như thế nào mình cũng không bao giờ bỏ bạn bỏ bè ấy. Nhưng cái lúc khó khăn mới biết ai là bạn, ai là bè. Xong chưa? Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng cái mascara Nong Chat này. Cái mi của mình thì nó cũng dài sẵn rồi nên là mình chỉ cần chuốt một chút thôi. Đấy mọi người nhìn này, khi mà mình chuốt nó dựng lên trông rất là tự nhiên, như kiểu là mi mình thật á. Thật ra mi mình thật nhưng mà ý bạn là nó giữ được cái độ cong rất là lâu. Mình bị bạn đấy kiểu mình ngồi cạnh bạn đấy nhá, đến lúc mà đi học thêm xong rồi mình ngồi cạnh bạn đấy, bạn đấy còn xách cặp đi ra chỗ khác, không ngồi với mình nữa mà không nói một câu nào luôn. Thì mình biết đấy là một người bạn rất là tồi. Cho nên là những cái người bạn như thế, nếu mà mọi người cũng đang gặp một cái hoàn cảnh giống như mình ngày xưa ấy, thì mọi người cũng mặc kệ đi, bởi vì sau này mình sẽ gặp được những người bạn khác rất là tuyệt vời. Ui nhìn này, các bạn nhìn này, hai sự khác biệt chưa? Và cái mascara nó giữ được cả luôn cả một ngày đó mọi người. Xong hồi cấp 2 đấy thì không phải là mình cũng không có ai chơi hẳn, mà mình vẫn chơi với một số bạn, kiểu có một bạn thì bây giờ bạn đi du học rồi, nhưng mà cái thời đấy hình như là đến lên lớp 9, lớp 8, lớp 9 thì mình mới chơi bạn ý. Nhưng mà đến bây giờ bọn mình vẫn chơi với nhau đấy, mình bảo rồi
không có người này thì sẽ có người khác ấy. Những cái người mà trong lúc khó khăn mà bỏ rơi mình ấy, thì cũng không có gì để tiếc cả. Ok, thế nên là xong phần mắt nha mọi người, chỉ như thế này thôi. Bây giờ sẽ đến phần phấn má, nhưng mà mình sẽ dùng luôn cái bảng mắt này để làm phấn má nha. Đây, nó có một cái màu hồng này, rất đẹp. Mình sẽ làm phấn má luôn. Mình có mua 2 cây son của các Kim. Đây. Bây giờ mình sẽ thử màu cho mọi người coi nhá. Mọi người nhìn cái nắp của nó ấy, đẹp vãi. Đây là chất son Tin. Nó sẽ hơi bong bóng một chút nha mọi người. Có cái màu này. Là màu đỏ cam. Cái chất son này thì chất son lì, cái này thì hơi tin, hơi bóng một chút nhá. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp hai thỏi son này vào với nhau. Ôi cái màu son này xinh quá mọi người ơi. Màu xinh đúng không? Ok, tiếp theo thì mình sẽ lấy cái son này tô một chút. Hai cái màu son này kết hợp vào với nhau hơi bị xinh luôn. I love it. Chất son cũng rất là nhẹ môi nha mọi người, chứ không kiểu bị nặng môi xong khó chịu đâu. Rất là nhẹ nhàng, như kiểu không đánh cái gì luôn ấy. Makeup look đã hoàn thành. Các bạn biết ngày xưa mình buộc tóc kiểu gì không? Mình nhớ lại này. Trông ngớ ngẩn thực sự đó mọi người. Nhưng mà sau này mình mới biết là có rất nhiều kiểu buộc tóc để làm mình xinh, chứ không phải là như thế này thì mình vẫn đi học được. Nhưng mà dù sao thì mình thấy là nếu mà các bạn đi học thì nên buộc tóc. Buộc tóc thì nó sẽ làm cho các bạn kiểu dễ dàng hoạt động nhất có thể ấy. Đây là sau khi mình búi tóc xong, nhưng mà cái đoạn này nó rất quan trọng. Là mình bây giờ mình biết là mình phải tựa nó ra. Ngày xưa tóc mình cứ vén lên như vậy. Nhưng mà mình không biết là tóc chỉ cần vài sợi tóc thôi, nó cũng làm cái khuôn mặt mình nó thay đổi ấy. Bạn nào chăm thì các bạn lấy cái quấn ấy, quấn cho véo lên, nhưng mà thôi mình lười lắm.